một trong những sự kiện đang tạo nên cơn địa chấn ở châu Á chính là màn lội ngược dòng của đội tuyển Hàn Quốc khi chiến thắng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Với chiến thắng này, đội tuyển Hàn Quốc đã chắc suất giành quyền đi tiếp tại World Cup 2022. Ngay sau khi đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng, các khúc chủ đề của Trung Quốc là Dreamers đã lập tức gây bão mạng xã hội. Trong đó, Dreamers và Trung Quốc đã leo lên top hot shot của bảng xếp hạng mấy lần. Đặc biệt, FIFA còn sử dụng ca khúc này để nói về chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup. Nhiều người nổi tiếng khi chia sẻ về kỳ tích này cũng đã sử dụng giai điệu Dreamers để làm nhạc nền trên story. Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn cho biết, sau hiệp 1 giữa trận đấu của Hàn Quốc và Bồ Đào Nha, ca khúc Fantastic Baby của Big Bang đã vang lên. Bản hit Idol của BTS và Gangnam Style của PSY cũng được cổ động viên hưởng ứng sau khi giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha. Xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc và chúc mừng ca khúc Dreamers của Trung Quốc lại gây bão một lần nữa nhé! Và chúng mình là News BTS, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé!